Quỳnh Anh. Dạ alo. Trễ hồi à, hứa gì mà hứa, cứ hồi à, mà không thấy thanh toán. Dạ, chị thông cảm cho em ít hôm đi, tại bây giờ em đang kẹt lắm. Thông cảm cái chi mà thông cảm, tháng này mà không trả thì đừng trách tôi nghe chưa. Dạ, em cảm ơn chị. Alo. Anh xem tin nhắn rồi, nhưng vừa xây nhà xong, anh cũng đang khó khăn. Dạ, em cảm ơn anh. Ok, để tôi hỏi vợ trong nhà xem còn bao nhiêu, xong tôi gọi lại cho ông nha. Ừ, cảm ơn ông. Bởi vì người ta nói, giàu vì bạn. Ờ, vào đi. Dạ, em gửi em báo cáo. Ừ, em để đây đi, xíu anh coi. Ờ, à, sao anh thấy chưa hết giờ làm việc mà mọi người đi về hết vậy? Dạ, mình nợ lương cũng 3 tháng rồi anh, tụi em cũng khó xử lắm anh ạ. Alo. Dạ, em chào anh. Bên anh là thương hiệu Viên Cà Phê phải không ạ? Đúng rồi em. Dạ, em là Trang. Em được biết bên mình đang phát triển thương hiệu sản phẩm cà phê trên sàn thương mại điện tử. Em muốn giới thiệu đến anh một công cụ giúp thăng hạng shop, tăng traffic ngoại sàn và đặc biệt là tăng doanh số nữa ạ. Thôi, anh nói em nghe nè, anh hết tiền rồi. Mấy cái dịch vụ như bên em á, chào anh muốn cháy túi luôn, nhưng mà anh không có được đơn nào hết. Dạ, em chưa hiểu ý anh. Nhưng dịch vụ hot seller bên em hiện tại đang được miễn phí anh ạ. Miễn phí? Dạ. Trên đời này không có gì miễn phí á, em đừng có dụ anh nữa nha. Anh không có nhu cầu. Cảm ơn em. Thôi, bây giờ em cứ về trước đi. Cái này để lấy anh giải quyết. Dạ vâng ạ. Ăn phải có công cụ. Muốn uống cũng phải có công cụ. Muốn làm việc càng phải có công cụ. Công cụ. Muốn có công cụ phải tìm giải pháp. 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 Anh ơi, em tìm ra rồi. Ừ? Anh tìm ra gì? Ủa? Sao bây giờ em còn ở đây? Em tìm ra giải pháp anh ạ. Giải pháp gì? Đây là công cụ mà không thể thiếu đối với các nhà kinh doanh thương mại điện tử. Nếu như mà mình tham gia ngay bây giờ thì sẽ được đội ngũ nhân viên bên hot seller hướng dẫn mình thổi tạo gian hàng này, đăng deal, rồi chạy quảng cáo hoàn toàn miễn phí anh ạ. Mà em đã test rất kỹ rồi, anh yên tâm đi. Muốn làm việc càng phải có công cụ. Muốn có công cụ phải tìm giải pháp. Đây là công cụ mình đang cần. Đúng là giải pháp của chúng ta. Cảm ơn em đã đi cùng anh trong suốt thời gian qua. Anh mong là chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau mãi về sau nữa. Cảm ơn em vì tất cả. Hot Seller, công cụ và giải pháp thương mại điện tử toàn diện.